Chào các em, chúng ta bắt đầu chương trình tin học 7 với bài thực hành 1, làm quen với chương trình bảng tính Excel. Để nắm chắc được nội dung của bài, các em cần chú ý các mục đích yêu cầu như sau. Thứ nhất, chúng ta cần phải biết khởi động và kết thúc bảng tính Excel. Nhận biết được các ô, các hàng, các cột trên trang tính Excel. Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. Chúng ta vào nội dung. Phần thứ nhất, khởi động Excel. Có hai cách khởi động. Cách thứ nhất, nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình trên màn hình desktop. Cách thứ hai, chọn Start. Tiếp tục, chọn Program. Tiếp tục, chọn Microsoft Office. Và tiếp tục chọn Microsoft Excel. Các em có thể ghi nội dung vừa rồi. Nếu không ghi nội dung vừa rồi bên trang đó thì chúng ta theo dõi bên đây chúng ta ghi nội dung. Tức là chúng ta ghi hai cách để khởi động bảng tính Excel. Các em quan sát phần minh họa như sau. Trên màn hình desktop. Cách 1. Chúng ta nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình. Biểu tượng Excel nó có cái hình giống như chữ F và chữ L viết tắt của chương trình Excel. Cách 2. Vào nút Start. Chọn On Program. Chọn tiếp Microsoft Office. Chọn tiếp Microsoft Excel. Sang nội dung thứ hai, lưu liên kết, lưu kết quả và thoát khỏi Excel. Trong quá trình làm việc thì chúng ta cần phải lưu. Để lưu thì chúng ta vào bảng chọn File và chọn Save hoặc nháy nút lệnh Save ở trên thanh công cụ. Các em chú ý là lần đầu tiên chúng ta lưu thì nó sẽ xuất hiện cái cửa sổ là Cell A. Để trong đó chúng ta cần thực hiện hai điều quan trọng là thứ nhất đặt tên cho tệp tin. Thứ hai là chọn nơi lưu cho tệp tin. Sau lần thứ nhất này thì từ lần thứ hai trở đi bảng tính sẽ không còn xuất hiện cửa sổ Cell A đó nữa. Khi chúng ta bấm lệnh lưu, nó chỉ lưu thay đổi mới. Nó không có yêu cầu chúng ta đặt tên và nơi lưu nữa. Thì những cái thực hiện đó, chúng ta thực hiện tương tự như trong Microsoft Word đã học ở lớp 6. Cái tập tin do bảng tính tạo ra và ghi lại thì có kiểu hay còn gọi là phần đuôi là chấm .xlsx. Chúng ta xem phần minh họa về lưu bảng tính. Cách 1. Nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ. Cách 2. Vào menu File chọn Save. Thì nội dung bài ở đây chúng ta chỉ ghi cách 1 và cách 2 là về cách lưu bảng tính. Ghi trang trước cũng được. Ghi trang minh họa cũng được. Tiếp theo nội dung bài là thoát khỏi bảng tính Excel. Các em có thể ghi ở đây hoặc ghi ở phần minh họa. Cách 1 là chúng ta nháy nút X ở góc trên bên phải của trang tính. Nút này ta còn gọi là nút Close. Cách 2 thì chúng ta vào bảng chọn File, chọn Exit. Đây là cách minh họa thoát khỏi bảng tính Excel. Cách 1 bấm nút lệnh Close. Cách 2, ở bảng chọn File, chọn Exit. Chú ý nếu ta chưa lưu tập tin thì sẽ xuất hiện thông báo nhắc nhở. Nếu chọn Z là để lưu tập tin. Nếu chọn No là để không lưu. Và chọn Cancel thì sẽ trở về màn hình làm việc của bảng tính.
Trong quá trình làm việc, nếu chúng ta có thay đổi trên bảng tính thì nó sẽ xuất hiện thông báo, còn khi mở lên xem mà chúng ta không có thay đổi gì thì khi tắt thì nó sẽ không xuất hiện thông báo này. Câu tiếng Anh của nó là Do you want to sell the chain? You made to book one. Đó là tạm dịch là bạn có muốn lưu những thay đổi trong tập tin này hay không? Chúng ta chú ý để thực hiện các cái thao tác cho nó phù hợp. Bây giờ sang phần thực hành thì chúng ta bắt đầu bài tập 1. Liệt kê sự giống nhau và khác nhau giữa màn hình Word và màn hình Excel. Sự giống nhau của hai chương trình là có bảng chọn, có thanh công cụ. Về sự khác nhau thì chúng ta lưu ý đến những cái đặc điểm mà Excel có mà Word không có thôi. Đó là bảng chọn data, thanh công thức, trang tính, nội dung tiếp theo của bài tập 1 là yêu cầu mở các bảng chọn rồi quan sát các lệnh trong bảng chọn đó. Yêu cầu tiếp theo là kích hoạt các ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Yêu cầu thứ ba là quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột. Qua bài học này thì ở nhà các em cần chú ý xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo các thao tác như là khởi động, di chuyển trên trang tính, lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel. Để học tốt tiết sau, các em cần xem trước bài tập 2, bài tập 3 để chuẩn bị cho tiết học sau, tiếp tục thực hành. Nội dung bài học kết thúc. Chúc các em học tốt.